Bạch Thế Tôn, chân như và tự tánh của chân như là không, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, và tự tánh của pháp giới cho đến tự tánh của cảnh giới bất tư nghỉ là không. Bạch Thế Tôn, bốn niệm trụ và tự tánh của bốn niệm trụ là không, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo và tự tánh của bốn chánh đoạn cho đến tự tánh của tám chi thánh đạo là không. Bạch Thế Tôn, thánh đế khổ và tự tánh của thánh đế khổ là không, thánh đế tập diệt đạo và tự tánh của thánh đế tập diệt đạo là không. Bạch Thế Tôn, bốn tịnh lự và tự tánh của bốn tịnh lự là không, bốn vô lượng, bốn định vô sắc và tự tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là không. Bạch Thế Tôn, tám giải thoát và tự tánh của tám giải thoát là không, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ và tự tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ là không. Bạch Thế Tôn, pháp môn giải thoát không và tự tánh của pháp môn giải thoát không là không, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện và tự tánh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là không. Bạch Thế Tôn, năm loại mắt và tự tánh của năm loại mắt là không, sáu phép thần thông và tự tánh của sáu phép thần thông là không. Bạch Thế Tôn, pháp môn Tam Ma Địa và tự tánh của pháp môn Tam Ma Địa là không, pháp môn Đà La Ni và tự tánh của pháp môn Đà La Ni là không. Bạch Thế Tôn, mười lực Phật và tự tánh của mười lực Phật là không, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng và tự tánh của bốn điều không sợ cho đến tự tánh của 18 pháp Phật bất cộng là không. Bạch Thế Tôn, quả dự lưu và tự tánh của quả dự lưu là không, quả nhất lai bất hoàn A La Hán và tự tánh của quả nhất lai bất hoàn A La Hán là không. Bạch Thế Tôn, quả vị độc giác và tự tánh của quả vị độc giác là không. Bạch Thế Tôn, trí nhất thiết và tự tánh của trí nhất thiết là không, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng và tự tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là không. Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát đối với tự tánh không như vậy, phát sinh tin hiểu sâu sắc, không có sự chứng biết điên đảo, thì liền chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Do nhân duyên này mà con nói là quả vị giác ngộ cao tột chẳng phải khó tin khó hiểu, chẳng phải khó chứng đắc.